Lý Nhã Kỳ mặc OF vòng 1 trong tiệc mừng 20/10. Diễn viên Lý Nhã Kỳ tự tin khi diện trang phục OF vòng 1 dự tiệc mừng ngày 20 tháng 10 do cô tổ chức. Lý Nhã Kỳ cho biết cô được stylist Trần Hoài Trang cùng cặp phù thủy trang điểm Quân Nguyễn, Phu Lê giúp chăm chút vẻ ngoài khi xuất hiện trong buổi tiệc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Nữ diễn viên mặc thiết kế, hở trên, kính dưới, tôn sắc vóc tuổi ngoài 40. Kiểu áo dây bó sát giúp Lý Nhã Kỳ phô tối đa vòng 1. Người đẹp khẳng định ngực cô lớn tự nhiên, chưa từng qua dao kéo. Lý Nhã Kỳ cho biết cô chuẩn bị cho buổi tiệc mừng ngày 20 tháng 10 từ lâu. Nữ diễn viên đã biến một lao giờ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thành không gian ngập hoa tươi, thức uống thượng hạng và trưng bày những bộ sưu tập kim cương tiền tỷ để tiếp đón bạn bè thân thiết trong giới kinh doanh, giải trí. Tôi muốn dịp này tụ họp với mọi người, cùng ăn uống, trò chuyện, gắn kết với nhau hơn sau thời gian ai cũng bận rộn với công việc và những lo toan bộn bề trong cuộc sống, Lý Nhã Kỳ nói. Người đẹp kết hợp váy áo gam trắng với đồng hồ, trang sức hàng hiệu, tự tin với phong cách sang trọng, gợi cảm. Lý Nhã Kỳ nói sau đại dịch, cô thay đổi lối sống. Ngoài thời gian dành cho công việc, nữ diễn viên gần gũi gia đình, kết nối với bạn bè nhiều hơn. Người đẹp không quên yêu thương, chăm sóc bản thân để ngày càng trẻ đẹp hơn. Bình thường ở nhà tôi ăn mặc giản dị, thoải mái nhưng khi đi sự kiện hoặc dự tiệc, tôi sẽ xuất hiện thật chỉnh chu, ấn tượng. Tôi luôn biết mình muốn gì và phù hợp hình ảnh nào. Mỗi ngày, tôi cố gắng trau dồi để trở thành phiên bản tốt hơn, cả bên trong lẫn bên ngoài, Lý Nhã Kỳ nói. Ca sĩ Hoàng Mỹ ăn mặc váy suông cổ yếm, xách túi hiệu dự tiệc do Lý Nhã Kỳ tổ chức. Diễn viên Phương Lan của phim Gái Gài Lắm Chiêu cũng có mối quan hệ thân thiết với Lý Nhã Kỳ và từng làm khách mời của show Trà Chiều Cùng Mợ Chảnh do đàn chị sản xuất. Người đẹp top 5 Miss Universe Việt Nam 2023 Phạm Thư khoe dáng mảnh mai cùng chiều cao 1,75m khi chụp ảnh cùng cựu đại sứ du lịch Việt Nam trên thảm đỏ. MC Trương Quốc Bảo, ca sĩ Bùi Duy Ngọc tham dự tiệc do Lý Nhã Kỳ tổ chức. Ngoài các nghệ sĩ, Lý Nhã Kỳ còn mời một số doanh nhân tụ họp mừng ngày 20 tháng 10. Người đẹp cho biết cô đã có một buổi tối ấm cúng, đầy niềm vui. Đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.